quên đi một nước thôi. Em đi tên không biết được nào đi. Thật ra bếp trong nhà cũng phải cá, ví dụ như mưa gió không phải ra ngoài thích. Nhưng mà nếu mà cô giáo lại thích bếp ở ngoài hơn. À chị thật ra nó sạch hơn, nấu trong nhà nó thú vị. Gớm nước xuống lề đúng không? Mình biết á. Mà gọi là có máy khử mùi, hút mùi, nhưng mà hôm khô giá thế còn hết sạch sẽ không phải mùi. Nhưng mà những hôm mà cứ nồm nồm này à, vào nhà cửa đóng kín cửa đó nồm này, và vào cái gì đó cũng không kiểu mùi thức ăn từ ngoài vào. Hôm mở được cửa khóa thì nó nhanh hết mùi cũng sạch. Sao em dậy được rồi? Dậy cho nó dậy. Sắp dậy từ bờ rồi. Thấy người lên đây rồi, không sợ. Về nhà con. Mẹ ngủ mẹ thấy nó trực tiếp. Làm gì mà ướt ướt chả chẳng hồi ướt. Đang 3 tuổi á. Nếu mà đang phải làm gì? Khi mà bán được tầm là đang được. Cao thì? Khi mà chưa bán được. Chỉ ý muốn được. Tháng này chưa đến được đấy. Tháng sau là không thể. Tôi không có người bán ra tòa mà. Ở cái chỗ đấy là đấy. Nhưng mà mình hỏi như mình quay vào. Thành bao tiền? Đến năm 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5
cây cửa trên 4 nằm ở dưới đúng không? Thì thay 4 8 cái đúng không? Hay là 8 hay 10 ấy. Sớt trên mạng xem. Nhưng mà những răng hàng chắc góc xong rồi thì cần gì? Mà nó đi nghe rồi. Đi. Chuyện gì cho mày? Đi nè. Khoảng 6 tuổi hiện tượng thay răng sữa bắt đầu. Toàn bộ 20 chiếc răng sẽ được thay thế bằng 32 chiếc răng dưới. Trên trời. 10 cái này cơ, 20 cái thay được thay cơ. Thay gì thay lắm thế. Nhầm mà. Mà ra đúng một gì nữa. Toàn bộ 20 chiếc răng sẽ được thay thế bằng 32 chiếc. Ừ, 32 chiếc đúng một gì nữa. Nhưng mà hơi thay thật chứ, 20 cái còn 12 cái bằng 12 cái răng hàm. Nhưng mà thay gì nhiều thế nhỉ? Trên người dưới 10 chỉ 3 năm cùng mà không thay đâu rồi. 3 năm trong cùng của hai hàng là 6, 6 với 2 hàng, 6 ở bên là hàng 12. Ừ. Nhưng có người có 36 cái thân đấy. Trời ơi, 6, 3 thôi. Đều có 6. Ô, ra đi. Thế sao lại thay gần 20 cái thì mình cần gì dùng gần 20 cái rác đâu. Đâm ra thật đấy. Đâm ra lại từ chỉ từ 12 cái là cùng thôi, mới 12 cái là cùng thôi. Được từ 12 cái á. Ừ. Dã man. 20 cái. Tụng nhiều nữa. Kinh. Chỉ có 2 cái cùng mọc không tụng thôi. Tại vì dân 8 mét sau nó mọc thôi. Diễn vai trời. Nhiều trường hợp người trưởng thành chỉ có 28 cái răng vĩnh viễn. Nguyên nhân là do răng số 8, 8 không mọc lên. Ừ. Hoặc mọc sai lệch đi phải nhổ. Ờ sao? Mất 4 cái này nhỉ? Ừ, cái đấy. Số 8. Nhiều người chưa bọc, mãi sau bọc mà. Thì chỉ có 28 cái thôi. Cởi em nhớ được không? Nó dụng mãi ở sâu trong, nó dụng mà. Nó không dụng đâu rồi. Thì cũng vẫn là quan khách hàng, không dụng 6, không 7 thì dụng đâu mà. Thế thì mãi ở trong rồi thì không phải. Thế chả là 8 cái không dụng còn gì đúng không? Sao được tận dụng tận 20 cái nhỉ? Nếu mà có 8 nữa thì mình nghĩ là gì dụng lắm cái đâu nhỉ? Đầu tiên là thay răng cửa hàm trên, thay các răng cửa bên, các răng hàm nhỏ bằng răng hàm vĩnh viễn từ 9 đến 10 tuổi, tiếp đến các răng nanh, thay các răng hàm lớn. Không phải là thiếu canxi hay gì đâu. Ừ. Em thì em không nghĩ thiếu canxi tại răng nó cũng phải do là nhưng có nghĩa là nếu có một răng thì chắc chắn là thiếu canxi. Còn nó chưa chắc nó là thiếu canxi. À, đi thi làm nó. Thiếu canxi thì chắc chắn là chậm. Ừ. Mọc chậm thì chưa. Chắc là thiếu canxi. Hả? Phải nó mọc chậm không? Có mọc răng không? Có ai chảy máu? Ai chảy máu khác không có răng nữa ra? Cô lên bán hộp sữa đi. Không, tôi xem. Xem, lên nhà xem. Không. 6 tháng rồi, tôi chưa bỏ ra. Chứ đuôi thế nào. Thằng Bi thì chị em biết là một tuổi cho
tròn mới có học một cái năm đầu tiên thôi. Yeah. Một tuổi tròn, thằng này thì vẫn thiếu chất, thiếu gần lắm. Bây giờ bác xin thật gì? Thằng này thiếu máu, thiếu chất. Gần lắm, mình. Con bóng thì cũng chẳng kém, chẳng khá là mấy. Tuổi tròn nó bỏ ra. Nó một tuổi tròn nó mọc răng, nhưng mà đến cái tuổi mà để được đủ 20 răng thì nó cũng đủ mọc nhẽm vậy nè. Nó mọc mà luôn. Phát 4 cái, nó được 4 cái, nhìn sau mắt. Nhanh lắm. Đầy mồm luôn. Nói chung là nó chỉ mọc sau thôi, chứ còn nếu cũng khi đã mọc nó cũng lụa hết. Cười. Ừ. Ôi, nhưng mà thì con nó mọc một răng, một cắn thì lợi thì nó đau lắm nhỉ. Hả? Nó không muốn một cái răng mà cắn thì lợi ở trên thì nó phải đau lợi ở trên. Không, em yên tâm. Nó gần như tạo hóa rồi, kể cả em răng nó chưa có nó vẫn nhai được là như thế. Cái lợi nó rất cứng. Cứng. Ừ. Em có thấy cho nó cái gì nó cắn đứt không? Đấy, đấy. Nó đấy. Đứt tức là cái lợi nó rất cứng. Ở dưới cái nú bên trong gọi là gì? Nó đều có răng mà dưới mịt như đen, một toàn đầu mấu mà cắn phải cả mồm, trái ngay đầu mấu thì nên men dùng răng. Vừa bị nước vừa là cứng. Thế là ngọt, dã man, nước cả mồm. Thôi, thôi làm chỉ một tí nào.
Thì có thằng Vin đi học, có con Tấu nó ngủ sớm trước nhỉ. Thì còn làm một tí. Nó về nhà. Lúc làm ngủ sau. Mình quan đi thì chỉ lát mồ hôi đầu một tí, mình bị cũng dịp lát mồ hôi. Còn mồ lưng trên hoa cổ. Ừ. Đi học ốm rồi đấy. Nhớ nhẹ lên. Hở ra thì lạnh. Sao làm được? Đột quà không? Chứ hở ra thì lạnh. Vâng. Kéo kéo chân ấy thì nó chỉ dài chân ra sao cho người nó mà cân đối không nhỉ? Hả? Kéo chân đi, phẫu thuật kéo chân cho nó cao lên đi. Là đâu? Là... sao cho người trong người nó mất cân đối không nhỉ? Không, không cân đối. Tại vì nó ví dụ xây căn cứ cho chiều cao thì nó kéo. Tại vì nó nói một bài này nhá, một bài này nó bảo nó giấu bố mẹ phẫu thuật kéo chân này, kéo từ 1m48 đến 1m55. Nó bảo nó chọn lựa chọn kéo 7 phân là đây là khoảng cự an toàn cho cơ thể thôi. Còn có những người kéo được lên đến 10 phân. Được 15 phân thì kéo được. Ôi, nhưng mà cái chân này tự dưng người đang cái này tự dưng đến mỗi chân thì dài lên được 10 phân. Chân càng dài càng đẹp. Người ta kiếm thua vào gót được gì? Nhưng mà chân thường người... Tôi giống chỉ kiếm thua vào gót thôi. Thế bây giờ chỉ mình người thì kiếm thua vào gót mà nhìn đẹp hơn đúng không? Chân đẹp hơn. Thế thì lại cũng là cái tỷ lệ giữa cái từ đây xuống cái đầu gối và từ đầu gối xuống cái chân này này. Nếu mà nhìn nó lại trông xấu. Không có xấu, chân càng đẹp. Nó kéo là nào nhỉ? Kéo dưới từ đầu gối xuống. Đầu gối. Thế các bạn này dài bao nhiêu bạn? Ừ. 10 phần đấy, vào bên trong cho chân đi. 10 phần này thôi, kéo nhiêu đâu. Không nhiêu cả. Người cho nó mà đi như thế thì được bao lâu. Không, kéo là đầu tiên nó chỉ như chắc là xong về sau là mình làm gì thì chắc cái chân nó bị yếu. Tức là không được làm nặng được. Không chạy nhảy đi lại bình thường. Vẫn đi bình thường nhưng mà cứ đi thì đương nhiên phải đi được rồi, nhưng mà làm sao mà chạy nhảy hoài. Em nghĩ mà chạy vẫn chạy được nhưng cứ như là mình vang mang phát đặt mới hoạt thôi. Động mạnh ấy, cứ như ví dụ như giờ em muốn đá bóng là nhân làm nhưng không không đá bóng được này, cứ như thế thôi. Còn đi chạy chắc vẫn là được. Bầu bí là bình thường, lúc mà bầu bí nhỉ, con gái nhỉ, có các đoạn sắt ở giữa sân. Nói chung là tôi đẹp nó cố đây là đi kéo là chị luôn đây nào. Đang dự tính vào khoảng 220 triệu đồng này cho lần phẫu thuật. 220 triệu. Ừ, vừa bao gồm kéo vừa bao gồm ăn ở đấy. Cũng rẻ đi. Ừ, nhờ. Tôi chả ấy, tôi sao rồi vậy. Như thế nào là trong 5 phân nữa rồi nè. Tôi chả kéo cái đấy. Chả lớn tính hẳn. Tôi sao rồi vậy. Chồng con có rồi. À, đấy này nó tích tiền để nó tự ý thức là nó muốn, nên là nó lúc học đại học là nó kiếm tiền để ra trường là nó tự phẫu thuật đấy, không phải xin tiền bố mẹ đâu. Vấn đề là đau đớn nhưng nó không nghe bài. Mình thì lại cũng không phải khen, cũng không phải đến được quá, không phải thế là đủ dùng rồi. Mẹ cao nhà 48, 85 rồi. Đau. Cái lớn 55 cũng bình thường, nhưng nó quá, không thấp quá, đáng quá. Ừ, đây này. Cái kéo 55 thì cũng kiểu là kéo mỗi ngày kéo khung 3 lần, mỗi lần cách nhau 8 tiếng, khung có 6 mặt. Cứ 3 mặt tương ứng 1 mili. Tức là mua sắt ở đấy, tức là bị kéo hơn đúng không? Nó phải cho cái gì vào đấy chứ? Thế hiểu. Em nghĩ nó sẽ kéo, nó sụn ra.
còn vỡ sụn, sụn mình hoạt động mạnh đã nứt sụn vỡ sụn rồi. Nếu sụn thì sụn nó sẽ đến xương được không? Thử xem nhá. Chứ không phải là, chứ không phải là tập cái sắt nhiều đâu. Nó sẽ kéo cái sụn, nó đến sụn thành cái xương. Không, chỉ nghĩ là nó cho cái gì vào, vào trong chân của mình. Kéo xương ấy lại không phải sụn đâu. Đầu tiên là mối thứ tiếp này. Chọn phần xương chân cần được kéo dài, thường là xương ống chân, và đục gãy để tách xương làm hai. Trên các mối gãy này sẽ là nơi để chân của chúng ta được kéo dài. Này, xương chân sẽ được đập gãy này, sau đó cố định bằng các đinh vít xong rồi kéo. Xương chân đập gãy, đang bình thường đập đi đấy. Cái đường chân mình có hai cái xương này, này đập gãy mỗi một cái càng này đập. Về hai xương. Đây, đập gãy này, nó kéo này, nhìn này, trong ghi không? Sao đắt hơn cái gì nó vào giữa nhỉ? Ừ, đấy kiểu đấy, đúng không? Trong cái gì vào giữa? Thì giống như cái chân với tay thôi. Sao cái tay này nó vẫn đi chạy bình thường, làm sao rồi? Bắt xương thì nó khi xương yếu hơn rồi, này. Không làm mạnh được không? À, hai phần xương được nối với nhau bằng một khung thép. À, có thể thay đổi chiều dài. Bộ khung này sẽ bao bên ngoài chân, được bắt vít vào xương để cố định và tác động lực kéo để tăng chiều dài của xương. Hai phần xương chân được nối với nhau bằng một khung thép. Khung thép là khung ở ngoài để thay đổi chiều dài đây. Giữa là... bộ khung này sẽ được bao bên ngoài chân này, được chưa đã? Ở giữa hai xương nó nối với cái gì? À, thế là xương nó tự phát triển ra hiểm ạ. Nha. Công đoạn mối chỉ mất vài giờ này, nhưng quá trình kéo dài xương chân sẽ tốn thời gian này. Để chân có thể tăng thêm vài cm, có thể cần đến 2 đến 3 tháng này. Và đây là đang đang nhất này. Khi xương bắt đầu lành này, bộ khung gắn vào chân sẽ được điều chỉnh tăng chiều dài để kéo xương giãn ra nhằm bắt các tế bào xương mới tiếp tục phát triển để lớp đầy bằng trống. Cho nó gãy rồi, cứ nó gãy xong thì cứ kéo dần dần dần. Có cái khung sắt ở ngoài nó cố định được không? Thì cái thằng tưng này là nó kéo thôi. Kéo xương lại nó dài ra. Khiếp. Lý do của việc kéo 1mm trên một ngày chứ không ít hoặc nhiều hơn là bởi đây là tốc độ phù hợp nhất cho sự phát triển tế bào xương. 10 ngày như 1 phân. Ngày phân thì rất là lâu. Khiếp. Nghe đủ đau quá. Nên cơ giãn nhiều hơn tế bào mới sẽ không kịp hình thành được rất là khoảng trống. Và ít hơn thì phần xương gãy sẽ lành hoàn toàn để cứng lại, không thể tiếp tục kéo giãn. Thế thì nó là xương bình thường không?
gãy chân mình ấy thôi. Tức là nếu như muốn tiếp tục cao thêm, người bệnh chỉ còn cách đập đi và làm lại. Trong quá trình xương chân được kéo dài thì đồng thời các tế bào da, cơ bắp, gân, mạch máu cũng sẽ tự động được sản sinh thêm. Rất đẹp. Đường rất hạn chế loại thuốc giảm đau và chúng để gây ức chế sự phát triển của xương. Chính vì vậy là bệnh nhân thực sự phải chịu những cơn đau. Đau đấy. Theo đúng nghĩa đen. Mình nhìn đang kéo cái sạc xứ. Đọc khoảng 220 triệu như đây nhá, khoản tiền họ bỏ ra không hề nhỏ, khoảng 1,9 tỷ này cho việc phẫu thuật. 220 triệu rẻ quá, nó đọc cái gì rẻ thế, còn lấy tính mình nào. Nhưng bên cạnh chi phí khổng lồ này, các bệnh nhân phải chịu rủi ro chân thấp chân cao do xương phát triển không đều. Nếu mà chân thấp chân cao thì cứ chữa lần này lần qua què đấy hả? Đang thắng thì thỉnh thọt. Để di chứng này, nhiễm trùng, viêm tủy xương, xương giòn, tổn thương dây thần kinh và mạch máu, thậm chí có trường hợp bị bại liệt. Tiếp đi quá.
chơi mình bọn ác quá thì mình thua mình cũng chán, nên mình chơi bọn 700 thì mình chọn sáng 1.000 đúng không? 1.200 bây giờ chọn 1.000 chơi bọn 700 trăm nhiều trăm nhiều rồi chơi à mà thế 400 bây giờ được chơi đây nó có 300 400 đây gì có cả 250 này. Dạ. Sáng hai mươi nhân 400. Chơi. Ừ, không được. Thế thì vượt qua được kia thì khóa. Đây 1.000 này. Đây 1.000 đi. Thank you.
thế nhỉ? Mồm ránh quá hay sao? Tí thì nó thêm vào 1 triệu đi, để cho một tí cho các cháu. Còn tiền thừa thuốc em cũng vẫn cần, chưa trả. Nó trả lương tính nợ xem. Ví nhận báo vừa. Chị là ông Tuyện ông Tấn, chị cũng nhẹ nhàng. Lúc nào chị cũng nhẹ nhàng. Thế là chị ấy to ông Tấn. Quán bia như nó khách phết. Ừ, nhầm. Ở đâu nhầm?
đi qua ít 2 mâm, không bình thường là 3-4 mâm. Thế là ngon mà. Mới bao lâu rồi mà? Từ lần thứ 2, thứ 3 nhỉ? Chiều về em nói quen biết nhiều và được gần ủng hộ
Thank you.
xoắn này nhỉ? Chứ đừng bảo đi ra cái máy tính sao đéo không? Lấy cái gì? Cái cảnh xem. Lấy đợi 2 tiếng lấy xem là nó có đẹp không. Nhìn nghiêng này có xanh đắn của em. Em để trên hộp cho em thôi, cái này đỡ vướng. Em để trên hộp thì góc đẹp hơn. Nhà đế này đỡ vướng hơn. Để một chút cái hình xuống thì chỉ đánh cờ vừa nhìn được cả hai. Không, cái này vướng một lọ không nhìn không rõ được đi. Không có em vẽ để đang còn thế này, cứ lên qua quanh mãi hết cờ, xong bán đi. Tôi còn mỗi một quân tướng. Xong nó đang ghép, nhưng mà nó cũng chẳng có ý đấy thì. Đợi ở đâu được cầu hòa đấy, thì mệt quá. Từ nãy giờ bắt đầu cứ di chuyển lên. Vì văn khác thì từ thôi. Đâu có đâu, chỉ văn văn khác. Chào đến đây. Sáu. Có 6 cây nữa cơ. Ừ. Chậm thế rồi. Thì bán cây nào còn bán cây của em, bán cây của anh Tùng. Còn cây của mình Nguyên. Thế chứ còn bật thì chả bán được. Cái nào hả? Bật thì bật khó nhỉ. Má đó cũng chả chạy. Hai bên mình đây ba kênh bật lần đầu ở lô xe của chị. Hai bên mình khó tại mình nó có 12 cây cổ. Một tí nó không thích. Đầu tháng. Chán. Thế mới có kênh dừng lại của Tuấn này, hai kênh dừng lại của chị. Thế là có ba kênh dừng lại, ba kênh mới của Nguyên. Rồi, cổ.
kinh khủng đen sì, đen như bốc thang luôn. Nó chỉ chơi. À, 2 tiếng rồi này. Bé bố lại bục rồi.
trẻ con thật nghe yeah, nó ná lộng vống. Thế mà về mà tôi đi lại xem rồi à. Em cứ trên nhà, cứ trên nhà xem thì khác gì. Cài đặt một lần cái chỗ quay thôi là được đúng không? Vâng. Sau đó nó cứ mặc định về về chỗ quay đấy. Vâng. Quay ai chưa được kia? Em biết rồi, em đang nghĩ gì rồi, không phải em nghĩ gì. Sao chứ?
dưới đây đâu. Quay tạm rồi quay đường như thế này. 90%. Bây giờ vào cái nhiều lần này để xem
nào mặc quần áo không đi chơi không của ai hết. Anh Tùng lại đi bảo là thế em trừ giúp anh giá hôm 6 kênh 200.000 tiền chơi vợ linh rẻ với cả anh gửi em 500 mua cho các cháu hộp sữa giúp anh nhé. Mấy em không lấy đâu anh em bảo bè giúp đỡ nhau đấy. Nếu mà đi này là tao không dám bán hộp anh đâu. Ai là đến công của anh. Thế được đừng thế, 30 cái này kênh thì 15 thứ đấy. 200.000 là tiền vợ anh Linh đẻ lắm chứ chị đi hỗ à. Thế bây giờ cái đó là lấy đúng rồi, nhưng mà này tính rồi. Còn 500k này. Ui, mấy thế là sao em không phải dám bán hộ anh. Hay là đây công, mà anh làm bao nhiêu đâu. Trước ông thuê 300 mét về để chạy đây. Chạy, ông còn chạy mấy tháng mới được một nửa giờ. Bây giờ phải chạy nguyên 4k giờ mà gửi cái công đơn cho mình nha. Ừ. 4k này. May mà thế được bật tiền. Hả? Thế làm gì được bao tiền đâu. Ừ, nhưng mà may mà cũng được bật khá ấy. Thật, thế may là được bật khá. Thế là được đấy. Yeah.